Việt Nam sắp Tết cổ truyền Nhà nhà tất bật chú toàn nội gia Mấy ông lãnh đạo nhà ta Làm xong nhiệm vụ dẹp nhanh gian tà Nhốt luôn mấy kẻ gian hoa Bảo toàn cái Tết bình an mỗi nhà Tùng dân biết chuyện xảy ra Nên bèn nghĩ cách đăng đàn ngay thôi đưa con hai tuổi lên ngôi gọi là chùm cuối của thời tùng dâm Chẳng may không kịp xuân này Đứa con hai tuổi làm sao lên thầy Nghĩ thôi thấy việc chẳng may Mau mau nghĩ cách đăng bài cho nhanh Cha con nhà chúng dâm tà Tam quy ngủ giới không rành một câu Cả nhà bàn tính thật lâu Tìm ra được chữ hiền giải dây Đức am hai tuổi trình bài Dạy cho từng chữ la lạng chát tay nhóm khen họ hét khen hay kêu lên khoái chí tà am sư thầy Mấy nay trên mạng ôm sòm Cũng vì cái vụ gia đình giả sư Trước tiên tôi kể chuyện lá thư Của thầy ông lội với luật sư khóa vàng Viết đơn khiếu kiện ra tòa Thưa rằng ông thắng vào chùa tìm con Lục tung ngốc ngách trong chùa Kiếm tìm con gái to đùng bằng cái lưu Gái ông chẳng phải hạt sòn Gái ông đâu phải hạt sòn Nói tìm trong học tủ Nói tìm trong học tủ Mất tiền các sư Chèo tường phá gấp nhảy vô Đàn bà phụ nữ Điếm chung 50 người Xem xong ai nấy cũng nực cười tường trên hai mét đố mày chèo vô tưởng rằng cái miệng bô bô ra tòa sẽ nói cái gì cũng kinh tòa tuyên ông thắng vô tình quyết tâm tìm kiếm con mình chẳng sai bác đơn khiếu nại luật sư gửi về gia chủ tà am trả lời trong đơn ghi rõ tháng ngày trả lời gành gọt luật hình ra sao video thu thập chứng minh hai bên ấu đã ghi hình rõ đây nhận thư nhảy nảy dựng lên đăng lên youtube cả nhà dây quanh kêu rằng luật chẳng công minh cơ quan bỏ sót tội tình thắng mai đưa lên thừa giới cộng đồng kêu lên du tích tà am la làng nói cùng nói củi nói càng nói sao cho thấu đến các ngày mạnh thường quân ùng ùng quyên góp gửi liền làm đơn khiếu kiện kiếm giùm luật sư kỳ này cho hả cái nư làm đơn gửi đến bí thư toàn quyền cho chừa cái tội tìm con làm toàn bí mật gia đình ông ra xưa nay ông luyện phép Tà. chẳng ai dám đến nhà ông làm càn thù này ông hận thú xương phải cho mày thắng ở tù chẳng yên lại còn nhục nhã truyền niên tan nhà nát cửa vợ con đối đàn đưa còn thắng quý hơn vàng sẽ lên du đăng đàn tố cha nó rằng bị nhốt trong nhà cha luôn sàm sở dở trò với con ôi thôi cho bận kế hèn chỉ toàn ma quỷ mới bài cách ra nghe qua ai cũng hiểu liền bùa mê thuốc của loài yêu ma Hôm nay sự việc xảy ra Gọi là chùm cuối của loài yêu tinh Gia danh hình tướng đạo chàng Cao đầu xuống tóc áo hoàng giả sư Chung đây chỉ hại người tha tiền ham sắc cầu danh cầu tài còn ai dạ thẳng lòng ngay tâm từ bi sáng nhìn ngay ra liền nhất tâm đánh lễ phật thiền tà ma không đến lũy phiền tâm thân quý ma lập đạo bồng con đêm dài nhòi quá ngài thì giả sư Tiêu yêu lần lượt ra đời Con đàn cháu đóng không nhìn mẹ cha Sống chung với mẹ cùng cha Gọi thầy ông nội sinh ra lộn dòng ham ăn hàm nói biến làm Có tài khoác lác của loài yêu tinh chung chuyên tha thính khoe hình Đưa lời đùa cất khen người đẹp xinh Cô nào có máu đã tình Vào đây theo chúng cao đầu sạch chân Khoác lên chiếc áo cùng màu Mười ngày chín tháng ra liền tiểu yêu Cô nào có máu đã tình Vào đây theo chúng cao đầu sạch chân Khoác lên chiếc áo cùng màu Mười ngày chín tháng ra liền tiểu yêu mười ngày chín tháng ra liền tiêu yêu, mười ngày chín tháng ra liền tiêu yêu.